Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức bóng đá. Mời các bạn luôn theo dõi tin hay nhất, nhanh nhất và chính xác nhất của chúng tôi. Sau đây là những bản tin. Huấn luyện viên Park Hang-seo mang vũ khí hạng nặng dự SEA Games 31. Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh là ba cái tên trên U23 huấn luyện viên Park Hang-seo chọn tham dự SEA Games 31. Ngày 8 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định lựa cho ba cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Theo đó, bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã được điền tên. Trước khi công bố quyết định này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trước truyền thông về quan điểm lựa chọn nhân sự cho U23 Việt Nam tham dự chiến dịch SEA Games 31. Ông Park đồng thời khẳng định những nhân tố được lựa chọn đều đã được BHL hội ý kỹ lưỡng và đánh giá là những phương án tốt nhất cho công tác chuyên môn của đội. Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều là những nhân tố chủ chốt trong lực lượng của đội tuyển quốc gia, xuyên suốt các giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup. Bộ ba cầu thủ này cũng được đánh giá là vũ khí hạng nặng, góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 năm 2019. Trước đó, một vài nguồn tin khẳng định Quang Hải sẽ được chọn tham dự SEA Games 31 nhưng cuối cùng anh không góp mặt. Theo kế hoạch, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 tới. Ông Park chơi tất tay với đàn em Shin Tae-yong khi gọi ngôi sao ghi bàn hơn Ronaldo đá SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chọn Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh dự SEA Games 31. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo, hôm nay 8 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định lựa cho ba cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình The Team U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Đó là bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trước khi công bố quyết định này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trước truyền thông về quan điểm lựa chọn nhân sự cho The Team U23 Việt Nam tham dự chiến dịch SEA Games 31, đồng thời khẳng định những nhân tố được lựa chọn đều đã được BHL hội ý kỹ lưỡng và đánh giá là những phương án tốt nhất cho công tác chuyên môn của đội. Trên thực tế, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều là những nhân tố chủ chốt trong lực lượng của đội tuyển quốc gia, xuyên suốt các giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup. Bộ ba cầu thủ này cũng được đánh giá là vũ khí, hạng nặng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 năm 2019. Theo kế hoạch, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về nhân sự của U23 Việt Nam, tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng. Tôi là người làm chuyên môn nên quan điểm cũng khác với báo chí. Sắp tới đội U23 Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới. Ông ấy cũng có thể có quan điểm sẽ khác với tôi. Đôi khi không chỉ thể hiện trên sân mà còn là hiểu biết về chiến thuật. Điều quan trọng chúng tôi công tư phân mình, hy vọng mọi người không lăn tăn, nghi ngờ vì chúng ta có quan điểm khác nhau. Hùng Dũng là chủ nhân quả bóng vàng 2019. Hoàng Đức giành quả bóng vàng 2021. Tiến Linh ghi 8 bàn ở vòng loại World Cup 2022. Thậm chí, Tiến Linh còn ghi bàn nhiều hơn Ronaldo 6 bàn. Trước khi công bố ba cầu thủ trên 23 tuổi, ông Park bị đánh giá dễ thua U23 Indonesia của ông Shin Tae-yong, khi cựu huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc có tài năng rất lớn và gọi 16 cầu thủ từng đá AFF Cup 2020 đá SEA Games 31. Bây giờ U23 Việt Nam đang mạnh nhất SEA Games 31 khi có ba cầu thủ được VFF ví von, vũ khí, hạng nặng. Ông Park rõ ràng không còn phải ngán đàn em Shin Tae-yong. Tấm HCV chắc chắn là mục tiêu của ông Park và các học trò. Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức đá SEA Games 31. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã điền tên Hùng Dũng, Tiến Linh và đương kim quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức tham dự SEA Games 31. Hôm nay 8 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức đưa ra quyết định lựa cho ba cầu thủ trên 23 tuổi vào đội hình U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Đó là bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trước khi công bố quyết định này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những chia sẻ rất thẳng thắn trước truyền thông về quan điểm lựa chọn nhân sự cho The Team U23 Việt Nam tham dự chiến dịch SEA Games 31.
đồng thời khẳng định những nhân tố được lựa chọn đều đã được BHL hội ý kỹ lưỡng và đánh giá là những phương án tốt nhất cho công tác chuyên môn của đội. Trên thực tế, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều là những nhân tố chủ chốt trong lực lượng của đội tuyển quốc gia, xuyên suốt các giải đấu lớn như AFF Cup, vòng loại World Cup. Bộ ba cầu thủ này cũng được đánh giá là vũ khí, hạng nặng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi vô địch tại SEA Games 30 năm 2019. Theo kế hoạch, Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam vào ngày 14 tháng 4 tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở câu lạc bộ tại các trận đấu ở Cúp Quốc gia 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã lựa chọn 3 cầu thủ trên 23 tuổi cho đội hình tham dự SEA Games 31. Ngày 8 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong giai đoạn tập trung cuối cùng để chuẩn bị cho SEA Games 31. Do trùng với thời điểm đang diễn ra vòng loại và vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022, nên huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có trong tay 1/3 quân số. Trước buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí, trong đó quyết định lựa chọn nhân sự của U23 Việt Nam cho SEA Games 31 nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn cả. Về vấn đề này, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định ông cùng các cộng sự trong ban huấn luyện luôn làm việc một cách công tâm, không để cảm xúc cá nhân xen vào quyết định lựa chọn nhân sự. Tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng. Tôi là người làm chuyên môn nên quan điểm cũng khác với báo chí. Sắp tới đội U23 Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới. Ông ấy cũng có thể có quan điểm sẽ khác với tôi. Đôi khi không chỉ thể hiện trên sân mà còn là hiểu biết về chiến thuật. Điều quan trọng chúng tôi công tư phân minh, hy vọng mọi người không lăn tăn, nghi ngờ vì chúng ta có quan điểm khác nhau, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam lần này không có một số gương mặt quen thuộc như Hai Long, Văn Tới, Hữu Thắng, điều đó có những ý kiến trái chiều những ngày qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo lý giải, Hữu Thắng và Hai Long là những cầu thủ tốt, nhưng tôi đã có những sự hội ý với ban huấn luyện. Dựa trên các yếu tố chiến thuật, tôi đưa ra lựa chọn của mình. Tôi biết, khi tôi không lựa chọn cầu thủ này cầu thủ kia thì trên truyền thông sẽ có những câu hỏi là đương nhiên. Nhưng tôi nghĩ, tôi và ban huấn luyện làm việc công tâm và lựa chọn những phương án tốt nhất cho công tác của đội tuyển. Liên quan đến 3 cầu thủ trên 23 tuổi cho đội hình tham dự SEA Games 31 của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông đã có sự lựa chọn và sẽ sớm công bố. Theo kế hoạch, 3 cầu thủ này sẽ hội quân tập luyện cùng đội vào ngày 14 tháng 4 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo giải thích lý do loại Hai Long và Hữu Thắng khỏi U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc giải thích lý do loại Hai Long, Hữu Thắng và Văn Tới khỏi U23 Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31. Sáng nay 8 tháng 4, U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trong giai đoạn tập trung cuối cùng để chuẩn bị cho SEA Games 31. Do trùng với thời điểm đang diễn ra vòng loại và vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022, nên huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có trong tay 1/3 quân số. Trước buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn nhanh của báo chí, trong đó các quyết định lựa chọn nhân sự của U23 Việt Nam cho SEA Games 31 nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn cả. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng. Tôi là người làm chuyên môn nên quan điểm cũng khác với báo chí. Sắp tới đội U23 Việt Nam sẽ có huấn luyện viên mới. Ông ấy cũng có thể sẽ có quan điểm khác với tôi. Đôi khi không chỉ thể hiện trên sân mà còn là hiểu biết về chiến thuật. Điều quan trọng chúng tôi công tư phân mình, hy vọng mọi người không lăn tăn, nghi ngờ vì chúng ta có quan điểm khác nhau. Trong danh sách tập trung của U23 Việt Nam lần này không có một số gương mặt quen thuộc như Hai Long, Văn Tới, Hữu Thắng, điều này khiến truyền thông và người hâm mộ đặt ra nhiều nghi vấn. Khi được hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, Hữu Thắng và Hai Long là những cầu thủ tốt, nhưng tôi đã có những sự hội ý với ban huấn luyện. Dựa trên các yếu tố chiến thuật, tôi đưa ra lựa chọn của mình. Tôi biết, khi tôi không lựa chọn cầu thủ này cầu thủ kia thì trên truyền thông sẽ có những câu hỏi sao không có cầu thủ đó. Nhưng tôi nghĩ, tôi và ban huấn luyện làm việc công tâm và lựa chọn những phương án tốt nhất cho công tác của đội tuyển. Liên quan tới 3 xuất quá tuổi dự SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định chọn tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức và tiền đạo Tiến Linh. Đây là những trụ cột của The Team Việt Nam. Danh sách U23 Việt Nam đá SEA Games, thầy Park chốt Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh.
Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức chốt danh sách 3 cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam cho chiến dịch bảo vệ tấm HCB bóng đá nam tại SEA Games 31 sắp tới. Theo đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn bộ đôi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Như vậy, trái với dự đoán trước đó của giới chuyên môn khi Nguyễn Quang Hải không có tên trong danh chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới. Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên U23 đá SEA Games 31. Điều này cũng dễ hiểu bởi tiền vệ sinh năm 1997 sau khi chia tay Hà Nội FC sẽ xuất ngoại. Trong khi SEA Games không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên câu lạc bộ chủ quản khi đó sẽ không có trách nhiệm phải nhả cầu thủ.